Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là May, sinh năm 1984. Trước khi vào giải bài, hãy hít thở thật sâu 3 hơi cùng với tiếng chuông để chúng ta tái tạo lại được năng lượng tích cực và làm sạch sẽ không gian để buổi giải bài hiệu quả hơn mọi người nhé. Bây giờ hãy cùng May bắt đầu hít thở thật sâu 3 hơi. Hôm nay My sẽ dành tặng cho mọi người nội dung sự kiện lớn kế tiếp sẽ làm thay đổi cuộc sống của bạn là gì? My chuẩn bị 3 trụ đá màu sắc khác nhau hoàn toàn để chúng ta chọn tụ ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy thu hút ấn tượng hoặc chỉ đơn giản là các bạn thích trụ đá màu nào thì thoải mái tự nhiên, ngẫu hứng, tùy ý chọn. Còn nếu khó khăn trong việc xác định được tụ bài của mình, chúng ta hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi, không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải trụ đá nào đầu tiên. Thì đó tương ứng là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Nếu bây giờ bạn đã chọn xong được tụ bài yêu thích của mình, My sẽ lấy lá bài đại diện chọn tụ. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là sự kiện lớn sắp đến nào làm thay đổi cuộc sống của các bạn. Tụ số 1, tụ 2 và đây là tụ 3. Chúng ta cùng nhau xác nhận cái tụ bài của mình nhé. Tụ số 1 chúng ta có một cái chiếc chìa khóa. Tụ 2 chúng ta có dãy núi. Và tụ số 3 chúng ta có cuốn sách. Bây giờ My sẽ đi ngay vào trong việc giải bài. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 1. Đây là trụ đá chọn tụ của các bạn. My sẽ để nó ở đây nhé. Lá bài chọn tụ của chúng ta nhận được một chiếc chìa khóa cho cái chủ đề ngày hôm nay sẽ là sự kiện lớn sắp đến nào làm thay đổi cuộc sống của các bạn, tụ bài số 1. Các bạn hình dung chiếc chìa khóa nó cho chúng ta một cái hình dung, một cái tưởng tượng của một cái cánh cổng, một cánh cổng hay một cánh cửa gì đó, nơi mà chiếc chìa khóa này có thể sẽ mở ra hoặc là khép lại, khóa lại. Mọi người hình dung mà, cho nên rằng là mình có một cái cảm giác. Một khi mình nhìn cái chiếc chìa khóa là mình đã cảm giác được rằng là sắp đến sẽ phải có một cái sự kiện gì hẳn rồi. Thành ra là các bạn tụ bài số 1 có cái lá bài chọn tụ rất là hay, đi thẳng vào trong cái trọng tâm của chủ đề ngày hôm nay luôn. Sẽ có một cái cơ hội mới nào đó, hoặc là một cái sự kiện gì đó, hay một cái sự việc gì đó mà nó sẽ là một cái cột mốc, nó sẽ là một cái cơ duyên để các bạn tụ bài số 1 khám phá ra một cái điều gì đó, hoặc là nhận thức ra một cái điều gì đó. Và cái gì đó mà My vừa mới nói khiến cái cuộc sống của các bạn sẽ chuyển đổi, sẽ thay đổi hoàn toàn. Mà để câu chuyện rõ hơn thì My sẽ phải lấy thêm bài các bạn số 1 nhé. Ok, My để lá bài này ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. My sẽ kết nối năng lượng với tất cả các bạn tụ bài số 1. Sự kiện lớn sắp đến nào làm thay đổi cuộc sống của các bạn tụ bài số 1. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài Tarot nha. Tarot. Sự kiện lớn sắp đến nào làm thay đổi cuộc sống của các bạn tụ 1. Ok, có lẽ lá này là lá vũ trụ muốn mình giữ lại cho các bạn tụ bài số 1 đấy.
sự kiện lớn sắp đến làm thay đổi cuộc sống của các bạn. Tụ bài số 1. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem thông điệp nha. Các bạn có 5 gậy, 8 gậy, nữ hoàng ly. Ở đây các bạn có 8 ly, tower, tòa tháp, 3 gậy, 7 gậy, chà. Các bạn có gậy nhiều nhỉ. 6 kiếm. 5 ly. Hiệp sĩ xu. Ok. Và các bạn có một cái lá là 6 ly cuối cùng của lá bài Tarot. Ok, bây giờ mình mở cái lá bài Oracle nhé. Honesty. Purity. Impasse. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xem cái sự kiện gì đây mà làm thay đổi cuộc sống của các bạn. Tụ bài số 1. Các bạn để ý giùm mình một chút xíu nhé. Lúc nãy mình có đọc tên các lá bài, bây giờ cho mình lặp lại nè. Đây là 5 gậy. Mình sẽ đọc cái số thôi, mình không đọc cái gậy hay là cái kiếm hay gì đây ha. Số 5 này, số 8 này, số 8 này, số 3, 7, 6, 5 và 6. Mọi người hình dung nó không có số 1, số 2 ở đây. Nó cũng không có số 9 và số 10. Đâu đó khoảng chừng 3. À không có số 4 ha. 3 rồi 5, 6, 7, 8. Cái con số thôi. Nó cho mình có một cái cảm giác như thế này. Mọi người hình dung lúc nào mình cũng là từ 0 cho đến 10 hoặc là từ 1 cho đến 10, đúng không ạ? 1 là khởi đầu, 10 là kết thúc. Đấy. Mà bây giờ các bạn có những cái con số nó nằm ở giữa 3, 5, 6, 7, 8. Mi có một cái cảm giác là bây giờ ngay cái khoảnh khắc này các bạn tụ bài số 1, chúng ta đủ cái cơ duyên. Chúng ta gặp nhau trong cái giải bài này và đặc biệt là cái tụ số 1. Khoảnh khắc này đây, cuộc sống của các bạn nó vẫn còn đang tiếp diễn cái sự hỗn loạn. Cái sự rối ren ở đây trong cái cuộc sống của các bạn. Cái sự rối ren này nó đã diễn ra được một thời gian rồi. Và mình có cái cảm giác rằng các bạn chủ thể của cái tụ bài số 1 này nè, các bạn đang có cái sự mòn mỏi, mong ngóng, chờ đợi và hy vọng để nó có thể đến được cái hồi kết. Bởi vì tại nơi đó, nơi mà cái sự kết thúc nó diễn ra, các bạn mới chuyển giao được cái cuộc đời của các bạn. Các bạn mới có một cái bước ngoặt, các bạn mới thay đổi được cái cuộc sống của các bạn. Cái đó là cái cảm nhận qua những cái con số mà mình nhìn thấy các lá bài của các bạn. Nó là như vậy. Khi mà mình nói đến đây, các bạn có còn nhớ là lúc mà mình cầm cái lá bài chọn tụ của các bạn, cái chiếc chìa khóa, mình có nói rằng là các bạn tua lại vài phút trước, các bạn sẽ rõ là cái chìa khóa nó cho mình hình dung một cái cánh cửa. Nơi đó có thể sẽ là mở ra một chân trời mới, một cuộc sống mới, một sự thay đổi mới. Hoặc là với cái chiếc chìa khóa này cũng sẽ là khóa lại. Mọi người hình dung mà, khóa trái cửa lại, nhốt lại luôn. Và vì vậy, có lẽ rằng là nó sẽ phải có cái thứ tự giữa khóa và mở hay là mở và khóa. À, và các bạn tụ bài số 1, mình biết các bạn đang rất chi là rối ren trong lòng. Mình cũng muốn chia sẻ cho nó rõ ràng. Như thế này, mình có cảm giác các bạn đang ở trong cái giai đoạn mắc kẹt, có nghĩa là cửa vẫn còn đang khóa. Cửa vẫn còn đang khóa. Và cái cảm xúc của các bạn, các bạn cảm thấy rằng là không có việc gì mà nó như ý của các bạn ngay bây giờ cả. Không có cái việc gì như ý hết trơn á. Từ tâm trí của các bạn cũng vật lộn, cũng đấu tranh nội tâm, cho đến ngoại cảnh bên ngoài, những người xung quanh, môi trường của các bạn, thậm chí có thể sẽ là trong gia đình của các bạn, hoặc là trong chỗ làm của các bạn đi chăng nữa, hàng xóm láng giềng gì đó. Mình có cái cảm giác nó không có thuận, nó cứ có cái gì đó hơi nghịch, nó chống lại mình, nó làm cho cái cảm xúc của mình nó không có được cái lối thoát. Nó rất là bí bách ở đây.
đấy, cái cảm giác mà ngột ngạt bí bách đó nó cũng liên tưởng đến cái năng lượng của cái chiếc chìa khóa mà nó khóa cái cửa lại, nó bị mắc kẹt đó các bạn. Hình hình dung mà các bạn, tôi bài số 1, mình nhìn cái lá bài này mình có một cái cảm giác như vậy, và nó khiến cái cảm xúc của các bạn, cái tâm lý, cái tâm trạng của các bạn, tôi bài số 1 từ buồn cho đến cảm thấy nó bị mắc kẹt, rồi sau đó các bạn cảm thấy là nó bực bội trong người, sau đó các bạn cảm thấy tiêu cực vân vân, và mây mây kiểu đại loại là như vậy. Và các bạn đang rất cần một cái kiểu giống như là một cái con sóng gì đó, hay là một cái sự việc gì đó để các bạn có thể bùng nổ. Mình có cảm giác giống như kiểu như là bùng nổ hẳn ra luôn. Mình có là cái cảm giác như vậy. Tại vì khi mình nhìn qua cái lá bài này nè, các bạn hình dung impasse là cái sự chặn đứng lại, một cái ngõ cụt, một cái con đường mà nó không có cái sự hanh thông. Đây này, hình dung này, trong trong cái hình ảnh của cái lá bài này, cái con đường mòn nó đang đi như vậy thì rốt cuộc lại có một cái tường nó chắn ngang. Vậy thì mình nhìn cái góc độ tích cực của cái tình huống này là như thế nào? Đây là một cái khoảnh khắc mà mình dừng lại, nghỉ xả hơi. Đấy, thứ nhất là nghỉ xả hơi. Cái thứ hai, các bạn phải kiểu giống như là hồi phục lại cái năng lượng của mình. Ở đây nó có để một cái thông điệp reflect and redirect your energy nè. Kiểu giống như là mình phải hồi phục lại cái năng lượng của mình xem lại hẳn cả một cái cuộc sống của mình, những gì nó đang diễn ra, rồi mình có quyết định là leo lên vượt rào hay là rẽ trái hay là quẹo phải. Đến cái đoạn này, tự nhiên mình có một cái cảm giác, các bạn có một số những cái lá bài ha, tám gậy, tám ly, sáu kiếm. Thực sự vào khoảnh khắc này đây, năng lượng ở ở ở trong năng lượng nội nội tại của các bạn, tụ bài số 1 á, là các bạn đã muốn vùng vẫy để thoát ra khỏi thực tại, để thoát ra khỏi cái tình trạng hiện tại lắm rồi. Các bạn rất 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 là muốn làm cái việc đó, các bạn muốn bỏ đi, các bạn muốn rời đi, các bạn có một số những các bạn muốn thoát khỏi, trốn chạy luôn. Các bạn có cái cảm giác như là cái thực tại cuộc sống của các bạn á, đang 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 bẫy các bạn. Thì mình có một cái cảm giác, bạn hình dung này nè. Hiện tại bây giờ cái nàng tiên cá này nương nhờ vào cái đây chú hải cẩu phải không ạ? Đấy, kiểu như muốn trượt, muốn trốn khỏi cái tình trạng hiện tại. Nhưng mà các bạn lưu ý cho mình một chút xíu, cái gương mặt của người người tiên cá này, họ đang vui nhé. Họ đang vui, có nghĩa rằng là nếu như thoát khỏi tình trạng hiện tại này đây thì các bạn tụ bài số 1 sẽ rất là đỡ, cảm thấy cực kỳ là đỡ. Và các bạn vẫn cứ hãy nhớ cái năng lượng của cái lá bài mà chọn tụ của các bạn có chìa khóa ở đây rồi. Chìa khóa đã có trong tay rồi. Mặc dù cửa thì nó đang khóa, nhưng mà các bạn vẫn có cái chìa khóa cơ mà, chứ đâu phải là các bạn không có chìa khóa hay chìa khóa thất lạc hai đứa dấu của các bạn đâu. Các bạn có chìa khóa ở trong tay. Cho nên vào khoảnh khắc ở đây, mình khi mà mình nói xong, mình nhìn thấy các bạn thấy nó hay ở chỗ nè. Cái vô thức thôi mình xếp các lá bài. Cái lá bài honesty nó có nghĩa là chân thành. À, nó cũng có nghĩa là chân thật đấy, và nó nằm trên một cái lá bài là ngõ cụt, lối bị bí tắc, và ngõ cụt nó nằm ở trên đây này. Đấy, mọi người hình dung hai cái năng lượng này nó đối với nhau, nó song song, nó nằm với nhau như vậy để nó hỗ trợ cái năng lượng cho nhau. Vậy thì vào khoảnh khắc các bạn cảm thấy không biết phải làm gì, bế tắc, vậy thì hãy quay trở lại bên trong lòng của mình. Dù cho các bạn không không thể xoay chuyển mọi người xung quanh họ để họ bộc lộ thật con người của họ, để họ phơi bày cái bản mặt thật của họ, hoặc là để họ nói lên cái sự thật của sự việc, nhưng ít nhất đây là cái khoảnh khắc các bạn đâu có còn nhúc nhích được, các bạn bị mắc kẹt rồi. Đây là cái khoảnh khắc các bạn hãy chân thành nhất, trung thực nhất với bản thân mình, để xem liệu mình đã làm gì, mình có thể làm gì, và mình thậm chí là đã gây nên cái gì, đóng vai trò gì trong cái bế tắc này, trong cái việc mà cánh cửa bị khóa này. Chân thành, trung thực một chút xíu các bạn nhé, hai cái này nó nằm với nhau. Và đặc biệt bên tay trái mình lại có một cái lá bài là purity. Purity có nghĩa là trong lành, thuần khiết.
Vậy thì các bạn hãy đừng có để cái cảm xúc nó xen vào cái việc mà các bạn đánh giá, rà soát lại bản thân cũng như sự việc. Các bạn hãy cố gắng giữ cái đầu nó trung lập một chút xíu. Các bạn cố gắng giữ cái đầu cho nó gọi là tỉnh táo một chút xíu, không có cảm tính ở đây, lý tính nhiều hơn một chút xíu. Purity, cái sự trong lành, cái sự thuần khiết một chút xíu. Nhìn vào điểm mạnh của người khác, nhìn vào cái tia hy vọng của cái vấn đề là như vậy. Mà hình dung đấy, thành thử ra tự nhiên nó có cái sự hỗ trợ năng lượng của những cái bài mà vô, những cái lá bài vô thức nó được xếp gần nhau hoặc quay vây xung quanh nhau. Nó cho mình một cái góc nhìn về cái câu chuyện của các bạn từ bài số 1. Những cái lá bài này nó cho mình có một cái cảm giác như thế này. Có lẽ đây là cái thông điệp quan trọng vũ trụ muốn nhắn gửi đến các bạn tụ bài số 1. Các bạn hãy cố gắng an trú trong hiện tại. An trú trong hiện tại. Mọi việc nó đang có cái sự chuyển đổi ở đây rồi. Các bạn nhớ lúc nãy mới nói số 8, số 8 rồi số 6 gì đó lúc nãy mới có nói. Mình có cảm giác mọi thứ nó đang xoay chuyển, đang di chuyển. Và hình như các bạn có cái cảm giác muốn rời đi ấy. Nó đang xoay chuyển rồi các bạn ạ. Chỉ là nó hơi bị chậm thôi. Nhưng nó vẫn diễn ra. Các bạn cần phải kiên nhẫn, kiên trì và bền chí một chút xíu. Bởi vì với cái năng lượng này của các bạn, từ nãy giờ mình đã mô tả rồi, các bạn hình dung mà, thì không sớm thì muộn, trong cuộc sống của các bạn nó sẽ có nhiều cái sự việc mà các bạn không ngờ tới được. Các bạn sẽ có cái sự ngạc nhiên ở đây này. Sẽ có nhiều những cái sự việc như vậy nó xảy đến với cuộc đời của các bạn, nó xảy đến với cái môi trường sống của các bạn, khiến các bạn bị sốc. Hoặc là khi các bạn giật mình, nhẹ hơn một chút xíu là giật mình, nhẹ hơn một chút xíu nữa là ngạc nhiên, nhẹ hơn một chút xíu là có cái phần ngỡ ngàng, wow, không nghĩ nó là như vậy. Nhưng rốt cuộc nó vẫn sẽ xảy ra. Và vào những cái khoảnh khắc đó, nó đã sản sinh ra cái năng lượng và nó đã tạo nên cái nhân duyên, nó tạo nên cái cơ duyên, các bạn hình dung mà. Nó cứ như vậy cho đến cái thời điểm mà nó phù hợp nhất. Mọi thứ nó rơi được đúng vào cái quỹ đạo rồi. Thì mình có cái cảm giác là cuộc sống của các bạn tụ bài số 1 á, nó sẽ có cái sự thay đổi là khi các bạn phải có một cái sự thay đổi về ha, thay đổi về địa lý. Mình sẽ dùng cái chữ là thay đổi về địa lý. Có nghĩa rằng là các bạn sẽ phải rời đi đâu đó. Ở đây nó có thể sẽ là, vì đây là giải bài chung, sẽ có rất nhiều những cái câu chuyện khác nhau. Có một số nhóm tụ bài số 1, các bạn sẽ phải thay đổi chỗ ở. Một nhóm còn lại, các bạn sẽ phải có một cái chuyến đi xa, sau đó các bạn quay trở về thì câu trả lời nó mới xuất hiện. Nó là như vậy. Mà dù các bạn là thay đổi chỗ ở hoặc là các bạn có một cái chuyến đi xa đi chăng nữa ha, thì các bạn muốn hay là không muốn, việc này nó vẫn xảy đến trong cuộc sống của các bạn. Và vào cái khoảnh khắc các bạn rời đi như vậy, vào khoảnh khắc các bạn di chuyển như vậy, những cái thứ nó còn ở lại á, đôi khi nó vẫn còn nguyên vẹn rồi đó. Nó không có cái gì hết á. Nhưng chỉ đơn giản cá nhân của các bạn tụ bài số 1, các bạn sẽ phải có cái sự dịch chuyển về địa lý, để nó dịch chuyển về năng lượng, để nó dịch chuyển cả về cái cơ duyên và nhân duyên, để khi các bạn quay trở lại thì sự việc nó mới hiện hình, nó mới sang trang được. Còn một số cái nhóm còn lại các bạn á, các bạn phải rời đi. Rời đi đôi khi cái nơi ở hiện tại của các bạn đôi khi nó cũng không có vấn đề hết. Nhưng vấn đề mình có cái cảm giác này nó xuất hiện gì từ giữa con người, buộc các bạn sẽ phải rời đi. Đấy, thành thử ra là với cái lá bài chọn tủ lúc nãy các bạn còn nhớ mới nói, nó sẽ là vừa mở và vừa khóa, nhưng mà cái thứ tự của nó có lẽ là khóa trước, bạn cảm thấy rất bế tắc cho đến khi các bạn không ngờ được một cái việc gì đó giống như vũ trụ đá vào đít các bạn. Các bạn giật mình ngỡ ngàng ngã ngửa gì đó, sau đó các bạn mới có thể mở được cái cánh cửa của cuộc sống của mình để mình chuyển sang cái giai đoạn kế tiếp. Thành thử ra là tóm tắt lại, dù có cái gì đi chăng nữa, với những cái lá bài ở đây thì mình thấy các bạn tụ bài số 1, các bạn hãy bình tâm một chút xíu, kiên nhẫn một chút xíu, kiểm soát cái cảm xúc của mình. Bởi vì mình có một cái cảm giác như thế này, các bạn hình dung khi mình kéo cái lá bài xuống thì phản xạ mình kéo mà mình thấy hai bên nó có hai cái lá là 8 gậy và 8 ly. Hai cái đều là số 8, gậy ly không quan trọng, hai cái đều là số 8 và nó bọc ở bên ngoài một cái bọc hai bên một cái lá bài là nữ hoàng. Các bạn hình dung nữ hoàng đấy, mà số 8 vốn dĩ nó cũng thể hiện được cái sự cân bằng. Thứ tự lá bài nó cũng thể hiện được một cái sự cân bằng này. Thành thử ra mình có cái cảm giác là năng lượng của vũ trụ đấy,
Một sự nhắc nhở của các bạn là hãy có bình tâm, điềm tĩnh và cố gắng cân bằng cuộc sống là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bởi vì hai cái lá bài này nó đều thể hiện năng lượng rất rõ ràng và mạnh mẽ của cái sự ra đi, của cái sự rời đi, của cái sự dịch chuyển về mặt địa lý. Mọi người hình dung mà, thành thử ra nó cũng cho mình có một cái cảm giác là một khi mà các bạn đã có cái sự thay đổi và di chuyển thì sự việc nó sẽ giúp các bạn có cái năng lượng của cái người nữ hoàng ly ở đây. Ly là nó chủ về cảm xúc. Nữ hoàng là phụ nữ, là nữ tánh, là năng lượng âm. Nó cũng thể hiện nhiều về cái cảm xúc. Mà cảm xúc ở đây là cái sự cảm thông, cái sự cân bằng, cái sự thấu hiểu, cái năng lượng âm. Năng lượng âm thiên về trực giác, mọi người hình dung mà. Đấy, thành thử ra là sau khi mà cái cuộc sống chúng ta đã thay đổi được nơi đó, chúng ta có được một cái sự thăng hoa về cảm xúc. Mình có cái cảm giác là như vậy đấy. Thành thử ra là hiện tại mình tóm lại cái sự bế tắc, cái sự tắc nghẽn của các bạn tụi bài số 1 bây giờ nó chỉ là tạm bợ thôi. Tạm bợ, mặc dù các bạn cảm thấy rằng các bạn đã phải cố gắng vùng vẫy và kiên nhẫn quá lâu rồi, nhưng yên tâm, chắc chắn là nó tạm bợ. Nó chậm mà, vì năng lượng của cái giải bài này khá chậm, nhưng mà nó đã có chiếc chìa khóa. Các bạn nhớ như vậy thôi. Cho nên bây giờ cố gắng thanh lọc cái tâm trạng, tâm lý của mình một chút xíu. Cố gắng chấn chỉnh lại cái cảm xúc của mình một chút xíu. Các bạn có cái lá bài Purity, các bạn cố gắng an trụ. An trụ thì mình nói nửa chừng an trụ là cái gì? Các bạn cố gắng an trụ lại được trong thực tại, trong hiện tại này, với một cái tâm trạng nó trong veo và chân thành, trung thực với bản thân của mình nhất có thể. Và khi thời điểm đến nha, chín mùi nha, các bạn sẽ thấy là giống như có một cái tia năng lượng từ vũ trụ phóng thẳng vào tim của các bạn luôn. Và các bạn sẽ, dĩ nhiên giai đoạn một là ngỡ ngàng ngã ngửa ngạc nhiên, rồi sau đó các bạn sẽ giống như có một cái gì đó nó đánh thức các bạn để các bạn có thể thoát ra cái tình trạng hiện tại. Và vào cái khoảnh khắc đó các bạn thoát ra khỏi được thực tại thì các bạn sẽ là nhân tố tự mình cứu lấy bản thân của mình. Mình có cái cảm giác như vậy, các bạn sẽ là người tự cứu lấy mình thôi. Đấy, thành thử là như vậy. Cho nên là các bạn vào số 1 cố gắng một chút xíu nha. Hiện tại bây giờ mới thấy cuộc sống của các bạn nó hơi lổn xổn một chút xíu, rối ren một chút xíu, nhức đầu mệt óc một chút xíu, rồi nó sẽ qua. Vậy thì tóm lại, để chúng ta có thể trả lời được cho cái chủ đề ngày hôm nay của tụ bài số 1, sự kiện lớn sắp đến nào làm chuyển đổi, làm thay đổi cuộc sống của các bạn là các bạn buộc phải có một cái sự di chuyển về mặt địa lý. Nó là như vậy. Mình mong chúc mọi phước lành, cái sự bình an, bình ổn sẽ đến với tất cả các bạn tụ bài số 1. Và mình mong rằng là cái sự chuyển đổi này thật sự nó sẽ nhanh hơn một chút xíu để các bạn tụ bài số 1 có thể sẽ an lòng. Mình xin phép dừng cái tụ 1 lại ở đây. Mình xin chào các bạn. Xin chào tất cả các bạn tụ bài số 2. Đây là trụ đá của các bạn. Mình sẽ để đây. Lá bài chọn tụ của chúng ta có mountain là một cái quả núi. Mà chủ đề của chúng ta sẽ là sự kiện lớn sắp đến nào đây làm thay đổi, làm chuyển đổi cuộc sống của các bạn tụ bài số 1. Để thay đổi, để chuyển đổi, mà ở giữa đó chúng ta nhú lên một cái hòn núi. Thì các bạn cảm nhận như thế nào à? Nó có một cái sự cản trở ở đây. Nó có một cái thử thách khá lớn ở đây. Mà các bạn tụ bài số 2 sẽ phải nỗ lực để mà vượt qua, để mà xử lý, để mà giải quyết cái chướng ngại vật này, thì con đường của chúng ta mới hanh thông được, mới thẳng tiến được. Vậy thì cái quả núi này cho mày có một cái cảm giác nhé. Bởi vì núi mà, thường nó không có giống như là một hòn sỏi hay một hòn đá hay một tảng đá. Nó là núi, nó có cái sự hùng vĩ và lớn lao ở đây. Thành thử ra là đôi khi các bạn không có nhìn thấu được hết cái vấn đề, các bạn không có soi rọi được hết cái chướng ngại vật nó gồm có những cái gì, nó có những cái ngóc ngách nào mà các bạn đôi khi không có hiểu hết được. Cái chướng ngại vật này có thể hẳn là một con người nào đó, cái chướng ngại vật này có thể sẽ là một cái sự việc gì đó.
Thành thử ra là để mà hiểu sự việc đòi hỏi thời gian và kiên nhẫn, để mà hiểu con người tương tự là như vậy mà nó cần có một chút xíu cái sự khéo léo ở trong này nữa. À, để chúng ta mới, tại vì nói là gọi là xử lý con người đôi khi nó còn mệt hơn cả xử lý sự việc. Tuy nhiên, có thể chứ không phải là không thể. Có thể nha, giải quyết được cái sự việc này, nhưng mà bằng bằng cách như thế nào? Mình cũng chưa rõ được, mình phải lấy bài thêm nó mới hiện cái câu chuyện lên được. Mình sẽ để cái lá bài chọn tụ các bạn, tụ bài số 2 ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối năng lượng với nhau. Mình sẽ kết nối năng lượng với tất cả các bạn tụ bài số 2. Chủ đề của chúng ta sẽ là sự kiện lớn sắp đến nào làm chuyển đổi, thay đổi cuộc sống của các bạn tụ 2. Sự kiện lớn sắp tới nào đây làm thay đổi cuộc sống của các bạn tổ hai. Sự kiện lớn sắp tới làm thay đổi cuộc sống của các bạn tụ hai. Cho nó thoáng sát nhau thế. Sự kiện lớn sắp tới làm thay đổi cuộc sống của các bạn tụ hai. Cậu bé Su, cậu bé kiếm, ok. The Tower. Các bạn tụ 1 và tụ 2 rất là nó giống nhau ở chỗ hai bạn đều nhận được cái lá bài tòa tháp cả. Ace of Pentacles là một xu. Ok. Nine Cup là 9 ly. The Fool. Nàng khờ đấy. 5 gậy đây. Chà. 3 ly. 9 ly, các bạn có hai cái 9 ly giống nhau nha, năng lượng này nó mạnh đấy. 6 xu và nữ hoàng ly. Ai chà chà, chúng ta xem nhé. Health, sức khỏe. Guardian Angel là thiên thần bảo hộ. Wondrous Universe, Walk in Beauty. Lá bài này là lá bài đẹp. Các bạn tụ bài số 2 như thế này này. Có thể khi mình lấy cái lá bài chọn tụ của các bạn là một cái chướng ngại vật hùng vĩ to đùng. Nó có thể sẽ khiến các bạn hơi hoang mang nhẹ, nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của các bạn. Nhưng mà sau đó mình lấy ra những cái lá bài Tarot và Oracle thì mình muốn chia sẻ với các bạn tụ bài số 2 là như thế này nè. Các bạn bình tĩnh, bình tâm trở lại, không có cái vấn đề gì ở đây hết. Những cái lá bài kế tiếp là những lá bài đẹp. Xen lẫn đó là những cái lá bài mà nó hơi lắc léo, trúc trắc nhẹ mà thôi. Nhưng đó là bước đệm để các bạn có thể leo lên và đến, đạt đến, vươn tới, chạm tới những cái lá bài đẹp. Có hẳn một cái lá bài sức khỏe đây này, tụ bài số 2. Các bạn hình dung mà. Cho nên rằng là bây giờ các bạn tập trung vào sức khỏe các bạn trước đã. Buồn lo nghĩ ngợi nhiều không có giải quyết được vấn đề sức khỏe. Là vàng, có sức thì các bạn mới đi tới được, mới leo lên, mới dẫm đạp lên những cái lá bài mà nó có sự lắc léo trúc trắc, để các bạn chạm tay tới được, tới được những cái lá bài đẹp chứ, đúng không ạ? Ok rồi, vậy thì bây giờ nha. Khi mà mình nói trước khi mình phải
đưa các bạn thêm một cái lá bài, các bạn lại có thêm một cái lá bài là Guardian Angel nữa, là thiên thần bảo hộ. Các bạn hình dung vừa có thiên thần bảo hộ mà vừa có sức khỏe thì có cái gì mà các bạn không vượt qua được hay không? Vượt qua được hết các bạn. Tụ bài số số 2 à. Núi có cao cỡ nào, có sức khỏe và có thiên thần bảo hộ, các bạn leo qua cái 1 nhé. Nó là như vậy. Hẳn ở đây hết rồi mà cơ mà. Các lá bài nó hiện ra ở đây hết rồi. Nên các bạn chỉ cần bình tâm làm chút xíu rồi các bạn cũng phân tích y chang như mi thì các bạn nhìn thấy cái câu chuyện ngay. Ok? Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ nhìn xem cái sự kiện mà lớn sắp xảy đến làm thay đổi cuộc sống của các bạn tụ bài số 2 là gì. Bây giờ mới bắt đầu vào cái phần mà thú vị của các bạn tụ bài số 2. Vì sao mới gọi là cái chữ thú vị? Các bạn sẽ thấy một cái điều rất là vui ở đây như thế này nè. Hay, hay chứ không phải vui. Bây giờ mình muốn đi ngay vào trong cái câu trả lời của chủ đề câu hỏi là cái sự kiện lớn sắp đến nào. Thì trong cuộc sống của các bạn, trong cuộc đời của các bạn luôn ấy, sẽ có hai nhóm. Như vậy đây là giải bài chung, mình sẽ tách ra hai nhóm. Một nhóm các bạn tụ bài số 2, các bạn sẽ các bạn bình tâm lại, các bạn nghiệm lại một chút xíu, các bạn lắng lòng lại, các bạn soi rọi lại cuộc sống của các bạn một chút xíu. Khoảng đâu đó 6 tháng trở lại gần đây, có phải rằng là mọi thứ trong cuộc sống của các bạn nó đã đổi thay khác hoàn toàn, có một cái cột mốc nào đó mọi việc nó không còn giống trước đây nữa hay không? Rồi, còn cái nhóm còn lại của cái tụ số 2, không sớm thì muộn các bạn sẽ thấy rằng là cuộc sống của mình nó có một cái cú hích nào đó, nó có một cái cột mốc nào đó mà các bạn thấy rằng là nó sẽ phải có cái sự chuyển đổi. Dù cho nhóm 1 hay là nhóm 2 thì cái cột mốc và cái khoảnh khắc đó của các bạn á, mình có cảm nhận được rằng là đã là một cái sự an bài của vũ trụ dành cho cuộc đời của các bạn. Nơi đó dù các bạn có không muốn đi chăng nữa thì trái đất vẫn xoay. Nơi đó dù các bạn tụ bài số 2 có không muốn đi chăng nữa, các bạn nghiệm lại đi, nhóm 1 các bạn nghiệm lại một cách nó chân thật nhất với lòng của mình đi. Có phải hay là không, cuộc sống của các bạn nó phải thay đổi rồi, nó không có giống từ mỗi một cái mối quan hệ nhỏ trong cuộc sống, từ mỗi một cái cách mà chúng ta, cái hành vi trong cuộc sống ấy, nó thay đổi rồi phải hay là không? Còn cái nhóm thứ 2 rồi các bạn cũng sẽ cảm nhận được cái điều y chang cái nhóm số 1. Đấy, vậy thì lúc nãy mình có nói là cái sự thay đổi cuộc sống của các bạn sang một cái trang mới, nó kiểu giống như là nó đổi hoàn toàn rồi, nó có một cái khởi đầu mới rồi. Vậy thì mà đây là cái sự an bài của vũ trụ dành cho các bạn tụ bài số 2 nữa. Vậy thì có phải hay là không, nếu như mà như cái cách mà mình miêu tả, thì dù muốn hay dù không các bạn cũng phải dấn thân thôi, dù muốn hay dù không các bạn cũng phải bị thay đổi mà, phải không? Thì đúng là như vậy đấy. Nhưng các bạn hẳn vẫn còn nhớ, đây là cái phần mà mình nói là các bạn sẽ thấy cái sự thú vị, cái sự hay ho trong cái câu chuyện của các bạn ở đây này. Cái lá bài chọn tụ, cái vật cản lớn nhất trên hành trình này của các bạn tụ bài số 2, cái cản trở lớn nhất trên cái hành trình của các bạn tụ bài số 2, các bạn có biết là gì không ạ? À? Nếu như các bạn biết mà các bạn không muốn gọi tên thôi. Còn đâu các bạn mà chưa biết, mình muốn chia sẻ, mình có cái cảm nhận như thế này nè các bạn. Cái quả núi to đùng này nè là chính các bạn đấy. Là chính các bạn luôn, chứ không phải ai khác cả. Mình có một cái cảm giác là như vậy. Vì dù muốn hay dù không thì vũ trụ đã an bài một cuộc sống mới hoàn toàn cho các bạn rồi. Và các bạn buộc phải thích ứng. Hình dung mà các bạn phải học hỏi, các bạn phải thích ứng, các bạn phải tìm tòi để mà có thể tồn tại được trong cái lối sống mới, trong cái khởi đầu cuộc sống mới của các bạn mà thôi. Còn nếu như mà nếu như các bạn có một cái tâm trạng là cưỡng cầu lại ở đây, vì các bạn vẫn quen rồi với cái comfort zone, là cái vùng an toàn trước đây của các bạn, cuộc sống của các bạn nó có một cái lối mòn, nó có một cái nếp, nó có một cái thói, nó như vậy lặp đi và lặp lại từ trước đến bây giờ, vốn dĩ nó là vẫn như thế. Rồi bất chợt tự nhiên có cái sự thay đổi đến, các bạn không có adapt được, các bạn không có thích ứng được.
các bạn chưa có khẳng định, chưa có chấp nhận được. Thành thử ra là các bạn có một cái tâm trạng là bị cưỡng lại cái điều đó. Cho nên rằng là nếu nhá, nếu thực sự cái quả núi này là một ai đó hoặc là một sự việc nào đó thì nó dễ. Còn quả núi này lại chính là cái tôi, lại chính là cái bản ngã của mình thì nó lớn, nó lại là một cái vấn đề lớn. Các bạn hình dung mà cái năng lượng thay đổi nó đã ở nhóm 1 nó đã và đang, nhóm 2 đang và sẽ. Thành thử ra là nếu như các bạn ghi lại, các bạn ghìm lại á, không sớm thì muộn, mình có cái cảm giác là các bạn sẽ hình dung các bạn có một cái lá bài là The Tower mà, tòa tháp, các bạn cảm quan cái lá bài này một chút xíu. Không sớm thì muộn, các bạn sẽ bị văng ra khỏi cái quỹ đạo đó. Mà khi văng ra khỏi cái quỹ đạo đó thì gọi là lòm còm bò lại để mà có thể nhảy vào được cái thời điểm hay là cái khoảnh khắc mà cho nó khớp cái vòng xoay của cuộc sống của các bạn, mệt lắm đấy. Thật ra mình nhìn thấy đây là cái ngọn núi nó lớn như vậy mà lại là cái tôi, lại là cái bản ngã. Thì các bạn tụ bài số 2 phải một cách rất là nghiêm túc xem xét lại cái vấn đề này một chút xíu nữa. Nó chỉ là bước khỏi cái vùng an toàn thôi, nhưng mà nó không dễ một chút xíu nào đối với các bạn tụ bài số 2 cả. Vậy thì mình sẽ thay đổi cái cách nói một chút xíu, là thay đổi cái cách nói một chút nha. Các bạn chỉ cần từng bước một tìm hiểu một chút xíu những cái gì nó đang diễn ra xung quanh, quan tâm một chút xíu những cái gì nó diễn ra xung quanh. Này, các bạn có hai cái lá cậu bé đây, các bạn hình dung cậu bé Su rồi, và các bạn có cậu bé Kiếm. Các bạn hình dung là cậu bé mà, cô bé nữa mình cũng có thể nói là cậu bé hoặc là cô bé. Cái năng lượng mà cần phải có ở đây là năng lượng của đâu đó khoảng chừng 8, 9, 10, 11, 12 tuổi gì đó, thậm chí là 13 tuổi gì đó. Các bạn cũng nhìn thấy được cái năng lượng họ vẽ một đứa trẻ đây, hẳn là một đứa trẻ như này nè. Mình nhìn thấy một người phụ nữ trưởng thành khác liền, đúng không ạ? Còn đây là cậu bé và cô bé, thành ra cái năng lượng của nó rất là trẻ trung, năng động, hiếu động, sẵn sàng học hỏi, tìm tòi và tiếp nạp, tiếp nhận, thích ứng. Đây là hai lá bài mà thông điệp vũ trụ gửi cho các bạn đây này. Chúng ta cứ giữ một cái tâm thái nó thoải mái, nhẹ nhàng thôi. Rồi chúng ta bắt đầu là các bạn hình dung, đây là cái cô bé này chăm chăm luôn, giống như là đang rất là đăm chiêu nghiên cứu ha, xem xét soi rọi kỹ cái đồng xu mà cô ấy đang cầm trong tay. Ở bên này cô bé này thì có vẻ hơi tung tăng hơn một chút xíu, tay cầm gươm tiến đưa thẳng về phía trước này. Cái kiểu mình có cảm giác là cũng sẵn sàng gọi là tiến về phía trước, sẵn sàng tìm hiểu đấy, sẵn sàng tìm hiểu, sẵn sàng tiếp nạp thêm những cái điều mới lẽ. Vì cái chân này cũng sẵn sàng để đi rồi, chỉ có một cái là cái đầu nó hơi ngoái lại, là còn hơi phân vân một chút xíu thôi, giống như các bạn tụ bài số 2 vậy. Thành thử ra là các bạn hãy tiếp nạp cái năng lượng của hai người trẻ này, rồi thoải mái một chút xíu. Bởi vì cái hành trình phía trước của các bạn, mi kéo ra nhưng thôi mi để lại để lại, bởi vì mình cũng thấy cái tụ số 1 khi mà mi cũng đúng vào cái lá bài màu tím này, khi mà mi chuẩn bị mình nói á, thì tự nhiên mình nhìn thấy những cái lá bài mà nó được sắp xếp, mọi hình dung được sắp xếp kế bên một cách rất là ngẫu nhiên, bởi vì mi chỉ đặt cho nó khớp những cái lá bài oracle vô chỗ này thôi, rồi sau đó mình xếp những cái lá bài tarot đi theo như vậy, rồi không hiểu vì sao đúng cái lá khởi đầu mới, cái lá mà nàng khờ nó được xếp ở đây. Và ở đây mình có một cái Guardian Angel và mình có một cái lá bài Health là sức khỏe. Ba cái lá bài này nó bao quanh một cái lá bài là Wondrous Universe, có nghĩa rằng là một cái vũ trụ diệu kỳ, một cái vũ trụ tuyệt đẹp. Thì đây là cái lá bài mình có một cái sự hình dung mường tượng là cái sự thay đổi của cái sự đổi mới cuộc sống của các bạn tụ bài số 2, nó vốn dĩ là tuyệt vời, nó vốn dĩ là tuyệt diệu. Nơi đó lúc nãy mình có nói rồi, được các bạn được cái phước lành của sức khỏe và thiên thần bảo hộ, và vì vậy đâu có cái lý do gì để mà các bạn không dám bước ra khỏi cái vùng an
toàn của mình các bạn hình dung từ lá bài này nó chuyển qua cái vùng cái lá bài này. Cái lá bài này các bạn cảm quan một chút xíu, đây là nàng tiên cá chân vẫn còn bị vẫy cá này, đây là những cái lá bài của nàng tiên cá. Trời sinh cá là phải sống ở dưới nước, cớ gì cô này lại bò lên trên bờ. Bắt đầu cái đuôi nó biến mất rồi, nó chuyển thành cái hai cái cặp giò của mình để bắt đầu là lên trên bờ này. Đổi nước thành đất luôn để mà sống. Thì thứ tự của cái lá bài nó rất là hay, ở đây nó rất là đẹp. Không hiểu vì sao nó lại đẹp đến mức độ như vậy luôn. Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút xíu. Các bạn cảm quan từ từ các lá bài chung với mình. Ở đây các bạn có thấy rằng là năm cái người tiên cá này đều đang cầm một cái cây thương trượng và có cái hòn ngọc lửa. Giống như họ đang chống lại một cái điều gì đó. Mọi người hình dung không? Muốn cưỡng lại, muốn chống lại. Đã, thế vũ trụ tuyệt đẹp. Cớ gì chúng ta không bước ra khỏi vùng an toàn? Và khi chúng ta vừa từ nước lên trên đất, vừa bước chân ra khỏi cái vùng an toàn của mình thì thật là đáng sợ. Mọi người hình dung không ạ? Nhưng mà cái nỗi sợ này nó chỉ là ảo ảnh, ảo giác mà thôi. Chỉ là cái sự đấu tranh tâm lý của các bạn. Liệu rằng có nên bước tiếp hay không? Bước tiếp có ổn không? Có an toàn không? Có thoải mái như những gì mình đã sống trước đây hay không? Vậy thì câu trả lời nó nằm ngay ở đây và ở đây và ở đây và ở đây. Chúng ta có 4 cái lá bài trả lời cho cái thắc mắc trong lòng của các bạn tụ bài số 2 luôn. Lúc nãy mình có nói rồi, lá bài này với lá bài này nó đều là 9 ly và 9 ly mọi người nhé. 9 ly nó giống nhau, thành thử là trên này dưới này nó cũng là 1. Như thế này. Để cho nó sát lại một chút xíu. Vì mình vừa nói 4 cái lá bài là nó đã là cái câu trả lời cho các bạn. Các bạn cảm quan cái lá bài thôi. Mình chỉ cần cảm quan cái lá bài thôi. Nàng tiên cá, ba nàng tiên cá này đang uống trà mừng với nhau, đúng không? Uống trà rất là vui vẻ. Ở bên này có một cái anh phù thủy, ảnh ngồi trong văn phòng ấy, gương mặt rất là thỏa mãn. Và ảnh đang phóng ra phép thuật để điều khiển chính cái ly này bay vòng vòng. Đây không phải là tư thế làm việc, đây là tư thế có một ly trà bốc hơi khói đây mà. Anh ấy đang xả hơi, anh ấy đang nghỉ ngơi, anh ấy đang rất là thư giãn và thoải mái cực kỳ. Hai lá bài bên này vui vẻ, đây là lá bài thoải mái. Mọi người hình dung không ạ? Câu trả lời của cái chặng kế tiếp của các bạn nó nằm ở đây cả này. Nó nằm ở đây cả. Mà mình muốn chia sẻ một chút xíu nhé. Không hiểu vì sao vô tình thôi. Cái lá bài này nó nằm khớp với nhau này. Nằm khớp với nhau này. Vậy thì ở bên ngoài vùng an toàn của các bạn, bên kia cái rặng núi của cái tôi và cái bản ngã của các bạn, là niềm vui và sự thoải mái. Nơi đó, các bạn giống lên, các bạn nhìn nhé, giống lên để các bạn nhìn nhé. Nơi đó, cái nơi mà các bạn đang ở này, cái vùng an toàn mới của các bạn đây này, là cái nơi mà biết bao nhiêu người, các bạn hình dung không ạ? Biết bao nhiêu người người ta đang mong muốn cơ mà. Biết bao nhiêu người người ta đang muốn vươn đến, người ta chạm lấy cơ mà. Mà các bạn lại có được cái phước lành để chúng ta ở trong cái vùng an toàn mới này của chúng ta. Nó đơn giản lắm các bạn, tụ bài số 2 à. Cái chặng núi này nó không có phải là vấn đề. Các bạn vốn dĩ ở cái vùng an toàn số 1 rồi, các bạn thấy là nó trở ngại thật. Nhưng mà nếu các bạn thoát ra, các bạn lọt vào cái vùng an toàn thứ 2 xong. Các bạn hình dung mà. Cho nên cái vùng an toàn hay comfort zone nó vốn dĩ nó chỉ là cái tư tưởng, cảm xúc và cái ảo ảnh của mình mà thôi. Chứ nó đâu có cái cánh cổng hàng rào nào thật sự đâu. Nó chỉ là cái tư tưởng của mình, nó chỉ là cái cảm xúc của mình thôi, chứ nó không có thật. Đó. Thành thử ra là các bạn đi từ chỗ này qua chỗ khác, các bạn ngại cái chỗ đi thôi. Chứ còn cái chỗ nào nó cũng là cái vùng an toàn cả. Bên ngoài cái vùng an toàn nhỏ là một cái vùng an toàn lớn. Bước ra ngoài chúng ta lại có một cái vùng an toàn lớn hơn. Bước ra ngoài nữa chúng ta lại có một cái vùng an toàn lớn, lớn, lớn và lớn hơn nữa. Tất cả đều an toàn, các bạn yên tâm đi. Thành thử là tất cả đều là an toàn cả. Wondrous Universe. Ở cái quả địa cầu này của chúng ta, ở cái vũ trụ này, ở đâu chúng ta cũng đều được thiên thần bảo hộ, cả Guardian Angel của các bạn đây. Hình dung mà. Đi đâu cũng an toàn cả, không có cái chỗ, không có gì mà ngại ở đây. Đừng ngại. Tại vì nếu mà các bạn ngại,
các bạn sẽ, như lúc nãy mình có nói rồi mà, các bạn mà có ngại chăng nữa thì các bạn sẽ bị vũ trụ đá đít đấy. Vì sao mình nói như vậy? Vì các bạn giống lên cái lá bài này, nó nằm dưới cái lá bài này, The Tower. Các bạn lúc nãy mình có để các bạn cảm quan rồi đấy, văng ra khỏi cái tòa nhà này này. Là bởi vì sao? Là các bạn từ tự chân các bạn đi từ cái vòng an toàn số 1, bước ra cái vòng an toàn số 2 đi thì nó khỏe hơn. Còn nếu các bạn không đi, các bạn đang ở cái vòng an toàn số 1, vũ trụ đá một cái các bạn văng cái vòng an toàn thứ 2. Cái cảm giác mà nó bị văng nó mệt lắm, nó đau nữa, ê ẩm đấy. Rốt cuộc nó cũng lọt vào cái vòng an toàn thứ 2, rốt cuộc y chang nhau kết quả, thôi đứng dậy tự đi. Còn hơn bị ai đó đá một cái nó đau muốn chết. Các bạn cứ tụ số 2 hình dung mà. Đấy. Thành thử ra những cái lá bài này các bạn sẽ nhìn thấy cái câu trả lời nó hiện một cách rõ mồn một. Rõ mồn một. Khi mà các bạn sẵn sàng rồi. Khi mà các bạn đã gọi là tiến lên rồi. Thì mình muốn chia sẻ bây giờ nó mới là cái thông điệp mà nó chắc có lẽ đối với các bạn tụ bài số 2 nó là hay ho và giá trị, và các bạn sẽ vui nhất ở đây. Đó chính là mình có cái cảm giác rằng khi các bạn đã thực sự là quyết tâm để mà bước sang cái vùng an toàn lớn hơn, các bạn sẽ có người giúp đỡ, quý nhân sẽ xuất hiện. Nơi đó không còn là cái cảm giác thoải mái và vui vẻ nữa, mà nơi đó các bạn sẽ có cảm giác hạnh phúc. Ok, đây là cái giải bài mà nó có kết thúc cực kỳ có hậu. Mặc dù lá bài đầu tiên một cái ngọn núi to chà bá luôn, ngăn trở các bạn, làm thấy mệt, nhưng mà các bạn có một cái kết thúc quá đẹp đẽ ở chỗ rằng là nơi đó các bạn sẽ có quý nhân, có người giúp đỡ, và các bạn sẽ có cái sự hạnh phúc ở giai đoạn mới, ở khởi đầu mới, ở cái lúc mà các bạn chấp nhận cuộc sống của mình đã thay đổi rồi. Tụ bài số 2 là như vậy. Thành thử là đến đây mình sẽ dừng, bởi vì nó quá hay rồi, thì mình nói nữa tự nhiên cái nó không còn cái gì nữa mà nó động lại trong lòng các bạn hết. Cho nên mình xin phép là dừng chia sẻ tụ bài số 2 ở đây. Mình chỉ mong chút rằng các bạn hãy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn và chủ động hơn một chút xíu trong cuộc sống của mình. Không hề có một cái khái niệm vùng an toàn nào ở đây hết. Nếu như các bạn vẫn còn an trú ở trong hiện tại, nếu như các bạn vẫn còn bám trụ trên cái quả địa cầu này, thì cuộc sống vốn dĩ của các bạn ngày mai, ngày mốt, năm sau hay 3 năm, 5 năm nữa luôn luôn là cái vùng an toàn của các bạn. Thành thử ra thôi, mình chủ động mình bước mình đi các bạn, tụ bài số 2 nha. Đi nó đỡ đau hơn bị người ta đá. Ok, mình chúc mọi phước lành đến với cuộc sống của các bạn tụ bài số 2. Mình xin phép dừng ở đây, chào các bạn tụ 2. Xin chào tất cả các bạn tụ bài số 3. Đây là trụ đá chọn tụ của các bạn My để ở đây. Lá bài chọn tụ của chúng ta lấy được một cuốn sách cho chủ đề ngày hôm nay là sự kiện lớn sắp đến nào làm thay đổi chuyển đổi cuộc sống của các bạn tụ bài số 3 mà các bạn có một cuốn sách. Tự nhiên mình có một cái cảm giác là nó có một cái bí ẩn gì đó ở đây. Vì sao mình nói như vậy? Thường cuốn sách đó mình nhìn cái bìa ha, cái bìa ở bên ngoài đâu có biết ở bên trong nội dung như thế nào. Thường cuốn sách nó sẽ có một cái tựa đề đó là sự thay đổi. Mọi người hình dung mà, cái tựa đề sẽ là chương mới cuộc đời của bạn. Cái tựa đề sẽ là sự kiện lớn thay đổi cuộc đời. Nhưng mà trời ơi, bên trong nó có biết bao nhiêu là trang sách, bao nhiêu là cái chi tiết và tiểu tiết mình cần phải đối diện và đón nhận. Đấy, thành thử ra là với một cái cuốn sách, mình cảm giác được rằng là nó có một cái điều gì đó mà các bạn tụ bài số 3 cần phải tìm hiểu. Cần phải tìm hiểu, cần phải nghiên cứu. Nó có một cái thông tin, nó một cái điều gì đó, một sự việc gì đó, sự kiện gì đó mà các bạn phải tìm hiểu. Đấy, nó là như vậy. Thôi để cái câu chuyện nó rõ hơn, mình sẽ để lá bài ở đây và chúng ta lấy thêm các lá bài để cho cái câu chuyện nó rõ ra ha. Mình sẽ kết nối năng lượng với tất cả các bạn tụ bài số 3. Sự kiện lớn sắp đến làm thay đổi cuộc sống của các bạn. Thay đổi cuộc sống các bạn tụ ba.
sự kiện lớn sắp đến làm thay đổi cuộc sống của các bạn cụ ba. Chúng ta cùng nhau xem thông điệp nhé. Temperance. Lá bài đó đẹp quá. Cậu bé Su. Tụ 2 có cái lá này rồi đây này. Ba ly. Bốn ly. À, ba ly, bốn ly. Nữ hoàng gậy. The Tower. Hôm nay rất là hay, cả ba tụ luôn. Tụ nào cũng có cái tòa tháp hết. Hay vậy. Bốn kiếm. Hai xu. Nữ hoàng ly. Chín gậy. Và chúng ta có tám ly. Patient. Lá bài này là hợp lý, nó phải xuất hiện lá bài này ở đây. Lá bài này ở đây. Joy and delight. Wisdom. Ok. Các bạn để nó hay chỗ nào, wisdom nó có nghĩa là cái gọi là cái sự thông thái, cái sự thông, nó hơn cái sự thông minh nhá, wisdom. Nó hơn cái sự thông minh, nó là một cái thông thái, một cái kiến thức sâu sắc ở đây. Và nó nằm ngay dưới cái lá bài cuốn sách. Mọi người hình dung không? Nó có cái sự an bài của những cái lá bài ở đây luôn. Năng lượng vũ trụ sắp đặt những cái lá bài nó có cái trình tự và có cái thứ tự rất là đẹp. Nó rất là đẹp. Và vì vậy mình chưa đi vào cái việc đọc cái thông điệp của lá bài. Mình muốn chia sẻ cho các bạn tụ bài số 3 một cái điều mà nó xẹt qua trong đầu của mình. Mình cảm thấy mình muốn, nó thôi thúc mình phải nói liền với các bạn tụ bài số 3 như thế này nè. Ngay cả một cái lá bài, mọi người hình dung không? Vì mới xào bài rồi mới lấy ra, mới úp cái mặt xuống, mới còn chẳng biết được cái lá bài đó là nó là cái gì nữa cơ. Mà mọi người hình dung bài nào mặt sau nó chẳng giống nhau. Biết đâu mà nói. Biết đâu mà nói. Vậy mà một cách nó hữu, gọi là nó hữu duyên á. Kiểu vậy. Và mình để cái lá bài sự thông thái nằm ngay dưới cái cuốn sách. Vậy thì nhá, mình sẽ kết nối với cuộc sống hiện tại của các bạn tụ bài số 3. Những gì mà nó đang xảy ra trong cuộc sống của các bạn là nó phải xảy ra. Thời điểm phải đúng cái thời điểm đó. Trình tự phải đúng cái trình tự đó. Con người đó phải đúng cái con người đó. Sự việc phải đúng cái sự việc đó. Tất cả đều là đúng hết, không có bất kỳ cái gì sai hết. Mình ví dụ, mình xin phép mình chọn một cái câu. Nó có thể sẽ là bởi vì ở đây nó là cuộc sống, nó là cuộc đời, nó bao gồm rất nhiều thứ ở trong cái giải bài này, không riêng gì về tình yêu. Nhưng mà bởi vì nó có một cái câu nói này, mọi người nhân gian họ vẫn hay nói. Mình muốn kéo nó vào trong cái giải bài số 3 để các bạn hiểu một chút xíu nữa nè, để cho nó khớp cái năng lượng với các bạn ở đây nè. Người ta hay nói là đúng người sai thời điểm. Sai người đúng thời điểm, tất cả cái đó các bạn gạt qua một bên, không bao giờ nó hợp lý hết, các bạn bỏ nó hết đi. Cái câu đúng là đúng người đúng thời điểm luôn luôn là như vậy. Dù cho các bạn thấy cái người đó họ tới, họ xuất hiện trong cuộc đời của bạn, nó làm cho các bạn khổ sở, đau buồn và tan nát, thì vẫn đúng con người đó phải xuất hiện thôi. Và hình dung mà, người ta tới để cho các bạn trả nợ, vậy thôi. Cho nên không bao giờ có cái khái niệm mà sai người hay sai thời điểm, tất cả đều là đúng hết đó các bạn à. Ngay cả một cái lá bài nó xuất hiện còn đúng nữa. Một cái lá bài vô tri vô giác, không hề có cái sự sống gì đó ở đây, chỉ là giấy mà nó còn có cái thứ tự an bài đúng nữa, thì cuộc đời của mình làm gì có sai các bạn. Mà hình dung chỉ có cái cảm xúc mình nó không có, nó không có đúng thôi. Chỉ có suy nghĩ của mình nó không có đúng thôi. Đó, thử ra là cái gì nó cũng đúng hết. Cho nên vì sao mới nói như vậy? Vì những gì nó đang xảy ra trong cuộc sống của các bạn tụ bài số 3, mình nhìn thấy được cái cảm xúc của các bạn ngay bây giờ thông qua các lá bài.
Cho nên mình mới phải nói dài như vậy để chi nhắc nhở các bạn một cái lá bài quá tuyệt đẹp mà lúc nãy khi mình lấy ra mình nói nó phải xuất hiện trong giải của các bạn. Đó chính là cái là kiên nhẫn. Patient. Cái gì xảy ra đều có cái thứ tự thiêng liêng của nó cả mọi người à. Các bạn không thể nào vừa mới sinh ra đời này và các bạn đã là một cô thiếu nữ hoặc đã là một chàng trai. Không thể nào được. Các bạn phải qua cái giai đoạn lớp mầm, lớp chồi, sau đó lên cấp 1, cấp 2, cấp 3. Mà hình dung không? Rồi từ từ mới trổ mã phát tướng. Đấy, kiểu vậy. Cái gì nó cũng có cái thứ tự rất là thiêng liêng của nó. Cho nên bây giờ cảm xúc, cảm nhận, tâm lý, tâm trạng của các bạn tụ bài số 3 tất cả đều là tạm bợ và nó sẽ qua để bước một cái giai đoạn mới. Vì vậy các bạn hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn. Vậy thôi hả? Các bạn hình dung mà khi mình nhắc đến cái kiên nhẫn thì mình nhìn thấy một cái lá bài này. Các bạn có thấy là hai cái cô bé này đang nhìn vào một chú thỏ. Thỏ vốn dĩ là như thế nào mọi người? Hình dung cái hình ảnh của chú thỏ lúc nào cũng nhảy bóp bóp bóp, nó đâu có đi đâu, nó nhảy tóc 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 như vậy. Vậy mà ha, lại có thể đứng chỉ một chân trên một cái chú cá cá nhá. Chú cá để mà có thể cân bằng được hai cái đồng xu. Mọi người hình dung không ạ? Vốn dĩ bản chất của chú thỏ là đã không thể giữ vững được, không để không thể ngồi yên rồi. Mà thêm cái hoàn cảnh này nữa nè, một chân và chú cá đang nhảy lên nữa mà vẫn có thể giữ vững được hai cái đồng xu. Rồi thêm một cái nữa, chúng ta có một cái lá bài. Đây là lá bài rất là đẹp. Trong cái lá bài này mọi người có thấy là nó có một cái sự cân xứng hài hòa, tác giả vẽ nó có cái sự cân xứng. Lá bài này nó có năng lượng mạnh mẽ cực kỳ, mạnh hơn cả cái lá bài chú thỏ này nữa. Bởi vì nó thuộc cái bộ ẩn chính. Lá bài này, đây là một thiên thần đang sang xớt nước vào hai cái ly. Sợi dây nước à, nó kéo dài ra nhưng không có đổ một giọt nào cả. Phải rất bình tâm để làm cái công việc tỉ mỉ này. Các bạn có 1, 2 và 3 lá bài. Nó đang xen, nó trộn lẫn giữa những cái lá bài còn lại. Cho mình có một cái cảm giác là hành trình các bạn á. Cái đây là cái hành trình này. Đấy, hành trình của các bạn đi. Nó đều phải đang xen, đều phải trộn lẫn. Và không bao giờ được quên mất đi cái năng lượng của sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Nó cực kỳ quan trọng là như vậy luôn ấy. Đi được có một chút xíu phải kiên nhẫn, lên một chút xíu phải kiên nhẫn, quẹo xuống, quẹo lên, quẹo xuống, cái lại phải kiên nhẫn tiếp. Mọi người hình dung không? Nó là như vậy. Cho nên có phải hay là không, bây giờ các bạn tụ bài số 3, các bạn suy nghĩ quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều luôn, hoặc thậm chí cả mất ngủ nữa, về một cái việc, về một cái hướng duy nhất à. Mà trong khi đó các bạn không cần phải suy nghĩ cái gì hết á. Các bạn cứ thả lỏng ra một chút xíu, rồi thử nhìn mọi việc với những cái góc độ khác nhau. Thử quay lưng lại nhìn xem sau lưng mình có gì, nó có phải là tốt hơn và phù hợp hơn hay không. Và các bạn có một cái lá bài rất là đẹp. À, lúc nào tụ 1, tụ 2 thì Nhiên mới cầm cái lá bài này ra mới sực nhớ nè. Không hiểu vì sao trong vô thức khi mà My chia sẻ, My cầm cái lá bài màu tím này lên của tụ 1, tụ 2 và tụ 3, My đều nhìn một chút xíu đến những cái lá bài liên quan gần đó. Tại vì lá bài màu tím này mình có cái cảm giác nó có một cái năng lượng mạnh, nó powerful lắm. Bởi vì như thế này, đây là lá bài thể hiện cái sự hân hoan, niềm vui trong cuộc sống. Có thể đây là một cái lời nhắc, là một cái thông điệp của vũ trụ dành cho các bạn tụ bài số 3 đấy. Cuộc sống của các bạn như lúc nãy, từ nãy đến giờ My đã chia sẻ cái gì rồi, thì các bạn cứ hãy nhớ. Và bây giờ mình đi tiếp tới một bước nè. Từ từ, chậm lại, kiên nhẫn và tận hưởng cuộc đời này vui vẻ. Thích thì đi chơi, thích thì gặp gỡ bạn bè thôi, thoải mái thôi. Không cần phải no dồn hoặc là đói ép, không cần phải thúc ép bất cứ một cái việc gì hết mọi người ạ. Kiên nhẫn một chút xíu. Và các bạn còn nhớ cái lá bài này là lá bài chọn tụ. Như mới nói, mình có một cảm giác, có một cái điều gì đó các bạn cần phải khám phá, các bạn cần phải tìm hiểu. Để mà khi các bạn thông suốt cái điều đó rồi thì tự khắc cuộc sống của các bạn sẽ có cái bước tiến lớn, có cái sự thay đổi lớn. Và sự thật này, thông tin này, thông điệp này, mình có cái cảm giác nó sẽ hé lộ ra cho các bạn một cách nó gọi là
đã có được cái sự an bài á, các bạn gọi là các bạn hối thúc, các bạn nôn nao thì sự thật nó cũng không thể nào hiện ra được. Cho nên là cái bây giờ các bạn cứ tận hưởng từng bước một của cuộc sống đi. Bốn lá bài này sắp xếp gần nhau nó rất là hay này. Kiên nhẫn một chút xíu thì sự thật mới hé lộ. Rồi cứ dồn ép cái thần kinh của mình quá thì nó cũng không thể nào sáng suốt để nhìn nhận đánh giá sự việc. Thôi đi chơi đi. Mọi người hình dung không? Đúng hẳn là đi chơi đi. Đi ra ngoài gặp gỡ bạn bè đi chơi vui vẻ gì đó đi cho nó kiểu như là nó phá vỡ cái trạng thái tâm lý một chút xíu. Rồi quay về nhà phân tích suy nghĩ lại sau. Thả lỏng bản thân một chút xíu. Đó là cách sống rất là khôn khéo và thông thái để mà đi tìm chân tướng của sự thật cuộc đời của mình. Từ bài số 3. Khi mà các bạn sắp xếp để mà làm được tất cả những cái điều từ nãy đến giờ mình thấy thông điệp của vũ trụ gửi lên cho các bạn ấy, mình có cảm giác như thế này nè. Đôi khi các bạn cũng không có còn quan tâm đến cái sự thật luôn nữa đấy. Bởi vì như thế nào mà mới nói như vậy, mới nhìn thế này. Bây giờ một lần nữa nhé, mình lại nhìn thấy ba cái lá bài này, nó có cái sự liên kết với nhau này, thông thái này, uyên bác thông minh, vui vẻ tận hưởng cuộc sống. Và bên này cái lá bài này, tên lá bài là tòa tháp, mà các bạn có cảm nhận một cái sự nó đổ vỡ ở đây không? Mình có cái cảm giác như này này, đây này này, đây là cái khoảnh khắc. Bây giờ mình mới bắt đầu mình đào sâu vào vấn đề của tụ ba. Đây là cái khoảnh khắc, là cái thời điểm mà cuộc sống của các bạn tụ ba nó bị thay đổi, nó nằm ở cái chỗ này nè. Mình có cảm giác các bạn đã bị tan vỡ, đã bị mất mát, đã bị gãy đổ cái điều gì đó đấy. Thành thử ra là từ cái khoảnh khắc đó, đôi khi các bạn cũng không hiểu lý do vì sao điều này lại rớt trúng vào cuộc đời của các bạn. Đó là cái sự thật mà mình từ nãy giờ mình mới nói đó. Các bạn không tìm được cái câu trả lời. Nhưng mà với cái lá bài này, mình cũng muốn chia sẻ với các bạn luôn là đúng là cái sự sụp đổ, sự tan vỡ, sự mất mát này nó đau đớn và ngỡ ngàng thật, sốc thật. Nhưng là một cơ duyên, là phải nhìn vào mặt tích cực của vấn đề thôi các bạn. Tụ bài số 3 là một cơ duyên để các bạn có thể rời bỏ được cái nơi hoang tàn, hoặc là cái nơi này nó không có còn phù hợp với các bạn. Hoặc nếu như các bạn nghĩ rằng là nó vẫn phù hợp đi thì nó không còn an toàn nữa rồi. Là một cơ duyên để các bạn có thể thoát ra khỏi cái nơi này, cứu lấy bản thân của mình và tái xây dựng lại một cái nơi khác mà nó phù hợp hơn với các bạn, mới mẻ hơn và vững vàng hơn với các bạn. Tụ bài số 3. Các bạn hình dung mà, vì sao sau khi mình nói các bạn kiên nhẫn rồi đi chơi rồi thoải mái để các bạn xả cái đầu óc của mình ra, rồi các bạn tiếp nạp lại, hồi phục lại cái năng lực và năng lượng của các bạn á, để mà bắt đầu các bạn đi xây dựng lại đấy. Để các bạn đi xây dựng lại. Thành thử ra là trong cái giải bài này, khi mà mình nhìn vào cái màn hình á, các bạn cùng nhìn vào màn hình với My, các bạn có thấy nổi bật nhất là hai cái lá bài nào không? Màu nó giống nhau là lá này và lá này. Hai bộ bài khác nhau. Bộ này là người cá mermaid và bộ này là bộ white newman. Nhưng mà hai bộ này lại có cái tông đỏ cam giống nhau. Trong khi đó mình lấy ra hai lá bài này ra khỏi màn hình, các bạn thấy tông màu nó rất là dịu mắt. Đúng không ạ? Màu vàng vàng, kem kem, trắng trắng, xanh xanh, tím tím, rất dịu con mắt. Cùng tông với nhau luôn ấy. Nhưng mà tự nhiên có hai bà bài này cho hai cái màu nó rất chi là chói chang và nóng mắt. Đây là hai cái lá bài, nó có cái thông điệp quan trọng cho các bạn. Tụ bài số 3. Với cái lá bài mà nữ hoàng gậy, mình có cái cảm giác là ông vũ trụ đấy, ông trời, ông thượng đế, ông đã an bài cho các bạn. Tụ bài số 3, bạn sẽ phải tự đôi bàn tay của mình, tự cái đôi chân của mình và tự cái trí tuệ của mình, tự cái tuệ giác của mình luôn. Các bạn hãy trốn thoát khỏi cái đống hoang tàn này đi. Bằng đôi bàn chân của các bạn và trí tuệ của các bạn. Sau khi thoát ra rồi, để các bạn tự đôi bàn tay và trí tuệ của mình tái xây dựng lại một cái nơi mới vững vàng và chắc chắn, phù hợp, tốt đẹp hơn cho các bạn. Khó khăn thì có, đồng ý rồi đấy.
làm sao không có khó khăn được, nhưng mà các bạn sẽ làm được điều đó mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn vốn là người có trí tuệ. Các bạn vốn là người có năng lực, trí tuệ, nhiệt huyết, gọi là cái lòng tốt, sự trắc ẩn của các bạn có hết, sự sáng tạo của các bạn cũng có luôn. Các bạn đầy đủ hết cả. Vậy thì những cái gì mà các bạn nghĩ rằng là có còn lại một chút xíu lưu luyến trong lòng của các bạn á, vốn nó chỉ là cái ảo ảnh và thói quen mà thôi. Thói quen thì có thể thay đổi được. Cho nên hãy nhìn vào thực tại một chút xíu, hãy mạnh dạn bước về phía trước đi. Sự tan vỡ, mất mát, sụp đổ, gãy đổ đó là một cái khoảnh khắc, một cái khoảnh khắc mà vũ trụ đã gửi một cái nguồn năng lượng bùng nổ khác trong lòng của các bạn, tụ bài số 3, để cho các bạn xem đó là cái sự kiện lớn đó, và đó là cột mốc để các bạn thay đổi cuộc đời của mình. Hãy trốn chạy khỏi cái nơi tan hoang đổ nát này và xây dựng lại nền tảng mới cho mình đi các bạn, tụ bài số 3. Đấy, thành thử ra là cái giải bài của các bạn tụ bài số 3 nó có một cái gì đó nó rất là lớn lao ở đây. Lớn lao vì các bạn phải tự xây dựng lại cơ mà. Nó có lớn lao đây, nhưng mà nó có cái chiều sâu. Đặc biệt nó có cái chiều sâu cho nên cái giải bài nó rất là ý nghĩa. Quan trọng là các bạn kiên nhẫn, cân bằng, cân chỉnh lại cái cảm xúc của mình. Và để vượt qua cái giai đoạn hiện tại một chút xíu thì đi chơi. Lúc nãy mới nói rồi, các bạn cứ đi chơi thôi. Nạp lại năng lượng rồi đi tiếp. Rồi xong sau đó muốn xây dựng cái gì thì xây. Thành thử ra trong cái quá trình mà các bạn đi chơi hoặc là các bạn xây dựng lại đi chăng nữa, chỉ là cái giai đoạn, chỉ là cái quá trình để các bạn có thể học lại cách sống mới. Mình cảm giác là như vậy. Học lại cách sống mới. Khi mình nói như vậy, mình nhìn vào cái lá bài, các bạn thấy đây là bài cô bé Su nha. Cô bé thì cái năng lượng khoảng từ 8 tuổi cho đến 13 tuổi á, nó chưa có bị vẩn đục bởi cuộc đời này, vẫn còn rất là hiếu động, vẫn còn rất là tò mò, ham học hỏi, có thể thích nghi được, có thể tiếp nạp được nhiều những cái cảm xúc, kiến thức mới. Nhưng đặc biệt các bạn nhận được một cái nguyên tố là nguyên tố Su. Và vì vậy các bạn sẽ thấy cô bé này không có chạy nhảy, không có tung tăng, không đang đứng mà ngồi. Ngồi nó có một cái sự bình tĩnh, ngồi nó có cái sự tĩnh lặng ở trong năng lượng. Và tư thế này rất là đăm chiêu nhìn vào cái đồng Su cô ấy đang cầm trên tay. Đây là các bạn giai đoạn nghiền ngẫm, nghiên cứu đi tìm câu trả lời của cuộc đời đấy. Nhưng mà chuyển cái năng lượng một chút xíu, nghiên cứu, tìm tòi cái cách để các bạn tái xây dựng lại cái nền tảng mới cho mình thì nó mới là phù hợp. Mà khi mà mình nói như vậy, mình cảm nhận được rằng là với năng lượng này, chẳng qua hiện tại bây giờ các bạn đang chăm chăm vào một việc thôi. Thôi đi chơi đi các bạn, tụ bài số 3. Lúc đó các bạn mới có thể nhìn cái bức tranh nó tổng quát hơn, thay vì chỉ có ngồi một chỗ nhìn thẳng phía trước. Một khi các bạn đã đứng dậy rồi, các bạn đã có thể ngoái trái, ngoái phải rồi. Và di chuyển tới, di chuyển lui, nhìn nhiều cái góc độ nó khác nhau rồi. Nó là như vậy. Thành thử ra là thông điệp mình đã chia sẻ hết từ nãy đến giờ rồi. Đấy, anh cho mình mong chúc rằng là các bạn tụ bài số 3 hãy chủ động và mạnh mẽ hơn. Sau khi mà kiên nhẫn thì phải đứng dậy. Phải đứng dậy rồi các bạn à. Đến lúc phải đứng dậy. Đứng dậy để làm gì? Đứng dậy để bỏ đi. Để rời đi khỏi cái thực tại đó đi. Và khi đi rồi nhiều thứ nó xuất hiện lắm. Đi cũng đứng dậy cũng là để mà bắt đầu xây dựng, bắt đầu tái lập lại. Mọi thứ nó mới mẻ hơn. Và bắt đầu sống cái cuộc sống mới của mình rồi đó các bạn, từ bài số 3. Mình mong chúc rằng là mọi việc nó thuận lợi này. Cái sự bền chí, kiên trì, kiên nhẫn của các bạn nó cũng được vững vàng hơn này. Và những cái sự may mắn cũng sẽ bắt đầu xuất hiện trở lại với cuộc sống của các bạn tụ bài số 3. Mình mong chúc mọi điều thuận lợi và an ổn đến với cuộc đời của các bạn tụ 3. Mình xin phép dừng cái tụ bài ở đây nhé. Mình xin chào các bạn.